Cục khí tượng Thái Lan dự báo nồng độ PM2.5 sẽ tăng lên trên khắp Thái Lan trong ngày 2 và 3 tháng 2 do bụi mịn tích tụ trong không khí. Chính phủ nước này khuyến cáo người dân về việc đeo khẩu trang khi đi ra ngoài và cân nhắc làm việc tại nhà trong 2 ngày này để tránh tình trạng ô nhiễm bụi mịn đang ở mức cao nguy hiểm. Chất lượng không khí ở thủ đô Bangkok và các tỉnh lân cận trong ngày 2 tháng 2 ở mức rất không tốt cho sức khỏe. Theo các nhà khoa học, bụi mịn PM2.5 có liên quan đến bệnh tim và phổi cũng như ung thư. Tôi rất lo lắng vì đôi khi khẩu trang không đủ chất lượng để ngăn được bụi mịn. Điều này có thể dẫn tới nhiều hậu quả. Tôi cảm thấy rất cay mắt và khó nhìn vì tôi phải chạy xe liên tục. Gió tạt vào mắt làm tôi rất vất vả. Chính phủ Thái Lan đã ra thông báo bày tỏ lo ngại về tình trạng ô nhiễm không khí có thể ảnh hưởng tới sức khỏe người dân, đặc biệt là những người dễ bị tổn thương và kêu gọi người dân đeo khẩu trang N95 khi ra khỏi nhà, cũng như hạn chế các hoạt động ngoài trời. Ngoài ra, chính phủ Thái Lan cũng yêu cầu các cơ quan chính phủ và doanh nghiệp cân nhắc cho nhân viên làm việc ở nhà để giảm bớt tình trạng ô nhiễm bụi mịn từ hoạt động giao thông. Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed ngày 1 tháng 2 đã công bố quyết định nâng lãi suất cơ bản thêm 0,25%, qua đó đưa biên độ lãi suất lên 4,5-4,75%, mức cao nhất kể từ tháng 10 năm 2007. Đây là lần thứ 8 liên tiếp Fed tăng lãi suất trong nỗ lực kiềm chế cơn bão lạm phát nghiêm trọng nhất trong hơn 4 thập kỷ ở nước này. Việc Fed công bố đợt tăng lãi suất cơ bản đầu tiên trong năm 2023 lập tức đã gây biến động trên các thị trường tại Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản. Phát biểu trước báo giới, Chủ tịch Fed cho biết nếu như lạm phát diễn ra theo đúng dự báo, Fed có thể đẩy lãi suất lên biên độ 5-5,25% và dừng lại. Theo ông Powell, nền kinh tế Mỹ đang ghi nhận nhiều tín hiệu khởi sắc hơn như thị trường lao động và giá cả tiêu dùng, song khẳng định hiện vẫn còn quá sớm để ăn mừng. Fed không đưa ra các dự báo tăng trưởng kinh tế sau cuộc họp lần này, song tái khẳng định cam kết mạnh mẽ trong nỗ lực đưa tỷ lệ lạm phát về ngưỡng trung bình 2%. Theo một số chuyên gia phân tích, dù áp lực lạm phát đã phần nào hạ nhiệt, song nỗ lực của Fed vẫn chưa dừng lại. Lãi suất có thể sẽ tăng cao hơn nữa và được duy trì trong một thời gian lâu hơn. Chúng tôi kỳ vọng về lâu dài cuộc cạnh tranh chiến lược Mỹ-Trung sẽ hạ nhiệt. Điều đó sẽ trực tiếp tác động tới tăng trưởng của nền kinh tế Trung Quốc mà chúng ta đang theo dõi kể từ sau khi nước này hoàn toàn mở cửa trở lại. Quyết định của Fed cũng gây ra không ít biến động trên các thị trường tài chính. Hầu hết các mã chứng khoán lớn của Mỹ đều giảm điểm ngay sau công bố của Fed. Tại châu Á, thị trường chứng khoán Hàn Quốc đã phản ứng tích cực trước quyết định nâng lãi suất cơ bản của Fed. Thị trường chứng khoán Tokyo của Nhật Bản cũng đã khởi sắc vào phiên giao dịch ngày 2 tháng 2. Sau khi cuộc xung đột tại Ukraine nổ ra, mối quan hệ giữa Mỹ và Liên minh châu Âu-EU trở nên càng khăng khít hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, mối quan hệ này đã rơi vào tình trạng căng thẳng sau khi Mỹ đưa ra đạo luật giảm lạm phát. Đối với phía châu Âu, đây là các chính sách bảo hộ công khai của chính quyền Mỹ đối với một số ngành công nghiệp của nước này, giúp các công ty Mỹ có được lợi thế cạnh tranh không bình đẳng trước các công ty châu Âu. Hiện các nước EU đang liên tục đưa ra cảnh báo và sẵn sàng trước nguy cơ một cuộc chạy đua với Mỹ trong vấn đề trợ giá. Đạo luật giảm lạm phát được Quốc hội Mỹ thông qua hồi tháng 8 năm 2022 nhằm tăng tốc quá trình chuyển đổi sang một nền kinh tế ít carbon bằng cách giảm thuế và trợ cấp cho các công ty sản xuất và sử dụng công nghệ năng lượng tái tạo từ ô tô điện đến máy bơm nhiệt rồi thiết bị điện cảm ứng. Tuy nhiên, Ủy ban châu Âu cho rằng chính sách hỗ trợ giá này sẽ khiến các công ty châu Âu khó cạnh tranh hơn và có thể chuyển hướng đầu tư khỏi khối, dẫn tới các tác động tiêu cực đến thị trường và làm phân mảnh chuỗi cung ứng quan trọng. Chủ tịch Hội đồng châu Âu EC ngày 1 tháng 2 đã đưa ra một đề xuất trong nỗ lực đảm bảo tính cạnh tranh của khu vực trong vai trò là trung tâm chế tạo cho các lĩnh vực kinh tế trung hòa carbon. Chúng ta vẫn nhấn mạnh rằng cuộc chiến chống biến đổi khí hậu là bắt buộc đối với hành tinh, với nền kinh tế và với sự độc lập chiến lược. Chúng ta có tính cạnh tranh và cần cạnh tranh. Điều chúng ta đang tìm kiếm là một sân chơi công bằng trên toàn cầu cũng như trong khu vực chung. Theo kế hoạch trong ngắn hạn, các thành viên của EU có thể rút khoảng 250 tỷ euro từ Quỹ Tái thiết nền kinh tế năng lượng được đưa ra hồi tháng 5 năm 2022 nhằm hỗ trợ các công ty giảm phát thải khí nhà kính.
Kế hoạch trên dự kiến sẽ được đưa ra thảo luận tại cuộc họp bất thường của EC vào các ngày mùng 9 và mùng 10 tháng 2 tới. Trong khi đó, một loạt các nước thành viên EU cũng bày tỏ lo ngại trước nguy cơ xảy ra một cuộc chạy đua với Mỹ trong vấn đề trợ giá liên quan đến đạo luật giảm phát, đồng thời có những phản ứng khá gay gắt. Chúng ta cần đảm bảo rằng EU được Mỹ đối xử một cách công bằng như Mexico hay Canada để tránh những hậu quả không mong muốn. Đây là cuộc thảo luận chúng tôi đang tiến hành với phía Mỹ để đảm bảo công nghệ xanh, nền kinh tế xanh và tiến bộ tiếp tục được củng cố. Theo tôi, cần phải có biện pháp phản ứng của EU đối với đạo luật giảm lạm phát của Mỹ vào tháng 2 hoặc tháng 3 tới. Lo lắng và phản ứng của giới chức EU là điều có thể hiểu được bởi theo đạo luật, các công ty sản xuất và sử dụng công nghệ năng lượng tái tạo trong một số lĩnh vực như ô tô điện, máy bơm nhiệt sẽ được nhận các khoản giảm thuế và trợ cấp nếu sản phẩm đó được sản xuất ở Bắc Mỹ. Ủy ban châu Âu cho rằng chính sách hỗ trợ này sẽ khiến các công ty châu Âu khó cạnh tranh hơn và có thể chuyển hướng đầu tư khỏi khối. Những ưu đãi đó đặt các công ty châu Âu vào thế bất lợi trước các đối thủ Mỹ. Xa hơn, họ có thể mất cả việc làm và nhà máy sản xuất vào tay Mỹ. Giới phân tích cho rằng trong thời điểm hiện nay, cả Mỹ và châu Âu đang cùng hướng đến mục tiêu giải quyết cuộc xung đột tại Ukraine. Do đó, nếu cuộc chiến thương mại Mỹ-Âu xảy ra, chắc chắn gây tổn hại cho cả hai bên và khiến sự đoàn kết này bị lung lay. Đó là điều cả Mỹ và châu Âu không hề mong muốn. Nhóm các nước xuất khẩu dầu mỏ cùng các đối tác OPEC cộng ngày 1 tháng 2 đã thống nhất giữ nguyên mức cắt giảm sản lượng hiện nay. Trong bối cảnh triển vọng nhu cầu nhiên liệu đang dần cải thiện tại Trung Quốc, nền kinh tế lớn thứ hai thế giới và là nhà nhập khẩu dầu thô hàng đầu toàn cầu. Trước đó, tại cuộc họp hồi tháng 10 năm 2022, OPEC cộng cũng đã nhất trí cắt giảm sản lượng 2 triệu thùng một ngày, tương đương khoảng 2% nhu cầu thế giới. Từ tháng 11 năm 2022 đến hết năm 2023 nhằm hỗ trợ thị trường năng lượng toàn cầu. Quyết định mới nhất của OPEC cộng được đưa ra trong bối cảnh giá dầu thô đã tăng gần 13% kể từ khi giảm xuống mức thấp nhất là 76 đô la Mỹ vào tháng trước, sau khi Trung Quốc dỡ bỏ các hạn chế phòng chống dịch COVID-19. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 2 tháng 2 đã thông báo về việc Đại sứ quán mới của Mỹ tại thủ đô Honiara của quần đảo Solomon đã chính thức mở cửa ngày 27 tháng 1. Kế hoạch mở cửa đại sứ quán được Ngoại trưởng Blinken công bố trong chuyến thăm khu vực hồi năm ngoái. Đại sứ quán Mỹ tại Solomon bị đóng cửa vào năm 1993 do cắt giảm ngân sách thời hậu chiến tranh lạnh và đại sứ Mỹ tại Papua New Guinea kiêm nhiệm luôn Solomon. Việc khai trương đại sứ quán mới tại quần đảo Solomon sau 30 năm diễn ra giữa lúc Mỹ và đồng minh đang lo ngại với tham vọng của Trung Quốc tại Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương sau khi Bắc Kinh ký thỏa thuận an ninh bí mật với Honiara vào năm ngoái. Một số thông tin dò dỉ cho thấy thỏa thuận có thể mở đường cho Trung Quốc đặt căn cứ hải quân tại Solomon dù quốc đảo này tuyên bố sẽ không cho phép.